Anh em đeo kính mà đau đầu thì là dấu hiệu gì? Em đeo được mấy tuần rồi. Nếu mà đeo kính mấy tuần rồi mà vẫn đau đầu thì phải kiểm tra lại cái thông số kính để có đúng hay không nhé. Khả năng là thông số kính nó chưa ổn lắm. Thứ hai là kiểm tra lại kỹ thuật của cái kính này có đúng hay không. Bởi vì có thể là nó bị lệch tâm hoặc là lệch trục kính. Nghĩa là cái đơn kính có thể đúng rồi nhưng mà cái lắp nó không chính xác thì nó cũng sẽ gây tình trạng là nhìn mờ, nhức mỏi mắt. Nên là cái kính ấy nó không phải là chỉ mỗi đo đúng chính xác đâu, nó còn phải lắp đúng tâm, lấy đúng tâm để cắt đúng tâm nữa và đúng trục kính nữa nhá. Nên là nếu mà đã đeo mấy tuần rồi ấy thì em cần phải kiểm tra lại, nên kiểm tra lại với một bên thứ ba để xác định là chính xác vấn đề là gì, và một bên chuyên về khúc xạ ấy nên khám bác sĩ chuyên về khúc xạ nhá, đừng khám ở cửa hàng kính. Đương nhiên là mình cũng không 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 có chê bai gì cửa hàng kính. Tuy nhiên thì phần đa thì mọi người nâng chỉnh nó chưa được ok lắm, nên phải nói sự thật thôi chứ không phải chê bai gì cả. Đương nhiên vẫn có những cửa hàng kính, những trung tâm kính mọi người có chuyên môn và làm việc lâu, có kinh nghiệm thì cũng khá là tốt đó. Nhưng mà nếu mà em đã làm ở đấy và nó chưa ok thì em cần phải kiểm tra lại ở một nơi khác uy tín hơn. Đấy là sự thật đúng không ạ?